Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự cuối ngày của Đài Hà Nội. Thưa quý vị, chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 11 tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Về phía Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cùng các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo các sở ban ngành thành phố. Sau đại hội lần thứ 11 của thành phố, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch COVID-19, nhưng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung lãnh đạo, tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Đại hội 11 của thành phố, tạo sự nhất trí cao trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân. Thành ủy đã cụ thể hóa nghị quyết bằng việc ban hành 4 chương trình phát triển thành phố với 51 nội dung đề án, chương trình thành phần và đang tập trung thực hiện. GRDP trong 6 tháng đầu năm 2024 tăng 6,46%, cả năm 2024 ước tăng trưởng đạt 7,5%, năng suất lao động tăng 4%, giá trị năng suất lao động gấp 1,8 lần trung bình cả nước. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 157 tỷ đô la Mỹ. Ngành du lịch tiếp tục dẫn đầu cả nước về số lượng khách và doanh thu. Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế của thành phố mà trong nhiều năm qua vẫn chưa khắc phục triệt để, như tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với vị trí, vai trò và tiềm năng, lợi thế của thành phố. Kết cấu hạ tầng còn yếu kém, ngày càng quá tải, bất cập, cản trở việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả, thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được trong thời gian qua, đóng góp quan trọng vào thành công chung của cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng trong thời gian tới, thành phố Hồ Chí Minh sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc, thực sự là một thành phố xã hội chủ nghĩa văn minh, hiện đại, một trung tâm lớn về nhiều mặt của đất nước.